Alo, rồi xin chào tất cả mọi người. Không biết giờ này còn ai còn thức không ta? Thì mới mua một cái bộ mic cho nên hôm nay test thử. Sẵn test thì ngồi chia sẻ livestream xíu. Rồi, xin chào tất cả mọi người đang xem livestream này. Thì mới mua cái bộ mic để chuẩn bị bước vào showbiz. Cho nên hôm nay cuối tuần cũng rảnh rỗi đang test thử bộ mic này coi nó ok không, ổn không nào. Được 12 bạn xem. Rồi nếu bạn nào đang xem livestream thì chúng ta cái mic nhìn quen quá thầy. Rồi chào Khang nhé. Bạn nào đang xem livestream thì có thể thả tim like hay là comment đặt câu hỏi gì đó thì mình sẽ trả lời trong cái phạm vi kiến thức mà mình biết được. Ví dụ như từ kiến thức chuyên môn về lập trình chẳng hạn vậy, mình biết gì mình chia sẻ điều đó thôi. Thì ngày hôm nay tản mạng về khuya xíu, thì giờ cũng gần 10 giờ rồi. Anh có dạy Cần Thơ không à? Rồi 2 tấn nhé. Thì Cần Thơ bạn nào ở xa thì bạn nào muốn học lập trình thì học khóa online nha. Chúng ta có thể inbox cho thầy, inbox cho mình sẽ rồi thì cái livestream này xưng hô bằng sẽ có rất là nhiều bạn vào xem, từ bạn học viên cho những bạn lớn hơn mình hay đó thì mình xưng là mình đi cho nó dễ ha. Rồi bạn nào muốn học lập trình mà ở xa, ở Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội hay là những cái tỉnh khác mà không phải Hồ Chí Minh thì người ta có thể inbox cho mình ha, mình sẽ tư vấn cho các bạn cụ thể và chi tiết hơn. Rồi thì sẵn một bạn hỏi có học thì ở trung tâm đang dạy chúng ta là có 3 khóa. Thứ nhất là khóa lập trình nền tảng nha, dành cho những bạn nào đang yếu, có nghĩa là mới học trình, chưa có căn bản gì hết, mất tư duy, nói chung là những người mới học trình, chưa biết gì hết ấy, thì ta học khóa đó rồi sau đó ta phải học những cái khóa như là đi làm, như khóa lập trình web. Thì sắp tới hè có thể là sẽ có thêm một cái khóa là lập trình ứng dụng di động nữa cho những bạn đam mê di động, thì phải là khóa iOS, còn Android thì chưa biết được, là iOS nha. Cụ thể đơn giản như vậy cho chúng ta hình dung trước. Ok, thì đang test bằng cái mic và cộng với cái 4G đó để xem nó mạnh không. Sắp tới livestream bán hàng của kiểu cho nên là test thử. Thầy không về Đức Hòa, lễ có về chứ em, lễ có về nhưng mà thầy lên đây thì đang ở trung tâm đây, ốm quá thầy ơi. Ok, có học học IT thì thường nó sẽ có hai dạng người. Dạng người thứ nhất là sẽ mập đó, mập. Dạng người thứ hai thì sẽ là ốm đó, thì thầy thuộc dạng người thứ hai đó, ốm. Nhưng mà nói chung là cũng tập thể dục được thường xuyên, ốm như vậy nhưng mà khỏe rồi, được rồi ha. Tại vì lập trình IT thì hay thức khuya và làm việc rất là nặng về não cho nên là thường là thấy ốm là nhiều hơn mập. Khóa đó có bổ trợ cho ngành công nghệ thông tin khi đang sinh viên không ạ? Thì khóa đó là khóa dạy cho công nghệ thông tin, nhưng mà tất cả khóa học trình ở BeCoaching thì là dạy cho chủ yếu những bạn học về lập trình công nghệ thông tin. Có nghĩa là bạn nào mà học về lập trình sau này có code á, có nghĩa là tất cả những cái gì mà code đó, thì chắc chắn là những khóa học này sẽ phù hợp với chúng ta. Có nghĩa là sau này người ta làm công việc gì đó mà có liên quan tới lập trình, có code, giống như những bạn học bên điện tử có code nhúng đó, thì khóa lập trình nền tảng là một khóa cũng rất là quan trọng dành cho những bạn đó. Những bạn nào học lập trình IT nha, IT là chính thống công nghệ thông tin luôn đó, ta muốn làm những sản phẩm về web hay dùng di động đó, thì khóa lập trình nền tảng vẫn là một khóa cơ bản basic và rất quan trọng nha. Đừng nói cơ bản nó không quan trọng, cơ bản basic nó giống như cái gốc của cái cây vậy đó, rất là quan trọng. Vì vậy chúng ta cần phải học khóa đó trước đó. Nói vào cho tôi dạy hình dung, thầy dạng một đúng không thầy? Đúng rồi, thầy dạng ốm đó. Nhìn ốm đúng không, nhìn mặt hơi ốm thôi, có là do một cái, có thể do cái style người như vậy rồi. Cái quan trọng là mình khỏe được rồi, mình không có bị bệnh gì là ok. Còn ốm mọc đâu quan trọng không, không phải vẽ bề ngoài quan trọng đến thế sao. Rồi chúng ta có câu hỏi không thì đặt nghe xíu nữa, mình sẽ lướt và mình sẽ trả lời cho anh ta. Cái này là chia sẻ không à, đó như cái tiêu đề của livestream chính là tản mạng mà, không phải anh ta thích gì nói nấy, không có chủ đề gì cả đó. Thì cái âm thanh ta nghe rõ không nào? Rồi chào 44 bạn đang xem livestream ha.
giờ này mà chúng ta còn xem livestream chắc đúng rồi, Covid mà quên, đang là dịch nữa cho nên chúng ta thường hay ở nhà đúng không? Rồi thì dịch rất là nguy hiểm, rất là phức tạp nghe mọi người, thì chúng ta cố gắng là ra đường thì đeo khẩu trang, và sắp tới là ta sẽ học online. Những bạn học viên thì lưu ý bắt đầu từ tuần sau ta sẽ bắt đầu học online ha. Học online hay rơi vào tầm 2 tuần hoặc 3 tuần. Khi nào mà dịch ổn định thì ta sẽ quay lại học offline lại. Rồi. Ngay khi nào có thông báo mới ta sẽ học offline lại. Thầy có người yêu chưa ạ? Sang hỏi cái. Rồi chào Sang nha, thầy có người yêu chưa ạ? Sắp cưới rồi Sang ơi, yêu gì giờ này nữa. Gọi tên em trong đêm. Rồi chào Minh. Rồi chào Ngăn, chào Thể. Chào Tấn. Tại vì nó bị trôi qua nha, cho nên là mình sẽ không chào được hết tất cả mọi người, cho nên là mình chưa chào được bạn nào thì mình chào chung nha, các bạn thông cảm nha. Online môn gì nơi? Online thì là khóa lập trình nền tảng. Khóa lập trình nền tảng là khóa mà rất quan trọng dành cho những bạn nào mà sau này phải làm việc về lập trình. Những bạn học về IT đó, những bạn học về ngành điện tử, những bạn học về ngành cơ khí, một cái lập trình nhúng, điện tử lập trình nhúng nè, thì người ta sẽ học cái khóa đó, là khóa đầu tiên cần phải học, bởi vì nó chứa tất cả kiến thức rất quan trọng. Kiến thức quan trọng bên trong nó gồm gì? Thứ nhất nó gồm một cái lập trình, nó giúp cho người ta hiểu về lập trình như thế nào, một chương trình được code như thế nào, và nó giúp cho người ta luyện được tư duy lập trình, chính là cái cách để ta xử lý một vấn đề trong lập trình. Thì lập trình tạo cái chương trình, thì chương trình nó giống như là những cái gì đó hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình chúng ta làm việc. Giống như bây giờ người ta lập trình tạo ra một cái chương trình nào quản lý thu chi của ta hàng ngày đấy, hay lập trình tạo ra một cái app gì đó, hay lập trình tạo ra một cái website gì đó, hay lập trình tạo ra một phần mềm gì đó. Tất cả các bạn đây chắc chắn dùng điện thoại đúng không? Thì những cái app mà người ta dùng hàng ngày trên điện thoại thì đó là những cái đoạn chương trình được lập trình viên lập trình ra. Nắm được chưa? Những cái website mà tao vào như Tiki, Sen Đỏ hay là Shopee hay là Facebook gì đó chẳng hạn, thì những cái web đó là cũng do lập trình để tạo ra chương trình. Thấy không chưa? Đó. Rồi lưu ý thì khóa nó học về cái lập trình cái nhất, sau đó học kỹ thuật lập trình xong chúng ta sẽ chuyển qua học tiếp phần thứ hai là phần cấu trúc dữ liệu dây thật. Thì sau khi học cấu trúc dữ liệu thật xong, học kỹ thuật lập trình xong, chúng ta đã nắm được những nền tảng và cái cấu lập trình cũng như cái tư duy lập trình rồi, thì ta sẽ chuyển qua học OOP. Đó, OOP là cái phần hướng đối tượng rất là quan trọng. Trong khóa học chúng ta 3 tháng rưỡi đến 4 tháng, cái thời gian dao động từ 3 tháng rưỡi đến 4 tháng thì ta sẽ học được 3 phần đó, đúng chưa? Đó, học 3 phần đó. Ngoài ra ta học được cái phương pháp học như cách học hay tài liệu hay cách research Google, định hướng, lộ trình học chúng ta gì đó rất là nhiều, đúng chưa? Thì nằm hết trong khóa nền tảng đó. Dạy ta 3 phần kiến thức luôn. Thì 3 phần kiến thức này nó cũng tương đương với 3 cái khóa học nhỏ ở những trung tâm khác. Nhưng mà mình sẽ gom vào một khóa để dạy cho chúng ta, bởi vì nó có sự liên kết với nhau hết. Rồi, khóa nền tảng có online không ạ? Khóa nền tảng có online nha. Rồi, chào trường. Nói là khóa nền tảng sẽ có online và khóa website cũng sẽ có online luôn. Có nghĩa là đang bắt đầu online hóa dần dần hết. Ok chưa? Online ở đây chúng ta sẽ không học qua video nha. Mà online ở đây chúng ta sẽ học tương tác trực tiếp với người dạy qua Skype. Hình dung chưa? Và được kèm 1:1 bằng tem view, hay là nói chung là được kèm 1:1 khi nó có vấn đề gì đó. Đó, lưu ý nha các bạn, lưu ý đó là học trực tiếp với người dạy, và sau mỗi buổi dạy chúng ta sẽ có video xem lại, hiểu không? Cho đó là khi học cái gì không biết, ngành nào cũng vậy, học bất kỳ thức nào không biết, có nghĩa là quan trọng nhất vẫn ở bản thân chúng ta. Có nghĩa là chúng ta phải có một cái mục tiêu rõ ràng, tôi học cái đó để làm gì, chúng tôi học cái nền tảng để tôi nắm những cái tư duy cơ bản, cũng như tôi luyện được cái tư duy lập trình, cái kỹ thuật giải, cái tôi hiểu được cái lập trình, học cái gì trước cái gì sau, học như thế nào, tài liệu ở đâu, research như thế nào, học như thế nào đó, thì tôi hiểu hết những cái đó rồi, đúng chưa? Đó, thì chúng ta sẽ có mục tiêu rõ ràng, như vậy ta học sẽ tốt hơn. Còn thay vì chúng ta học chỉ để qua môn thì rất là khó, cho nên các bạn cần xác định cho rõ. Và đặc biệt ngành IT là cái ngành đòi hỏi chúng ta cần phải cày nhiều, và ta phải có mục tiêu rõ ràng. Tại vì mới ban đầu vào, nếu bạn nào mà mới học trình mà chúng ta không có cái cách học tốt, chúng ta nhiều lúc chúng ta học rất là khó khăn. Nói chung mình ngày xưa cũng vậy thôi, cũng chả khác gì các bạn cả, bắt đầu cũng số 0. Nói số 0 mà không đúng, nói chung là ngu luôn á, ngu người chả biết gì cả. Đó thì rất là khó, thì mình cũng đi tìm những khóa học như mình đang dạy cho các bạn để học thôi. Nó thẳng như vậy, mình cũng chả giỏi gì cả, đúng không? Cũng không phải là tự học hay gì cả, nhưng mà mình đi tìm những cái người họ dạy mình, họ định hướng cho mình hiểu rõ rồi, mình học được những cái nền tảng rồi, thì từ đó mình sẽ tiếp tục phát huy những nền tảng đó, mình có tư duy rồi mình tự học lên những cái khác được. Đó, cho nên là các bạn nào mà học khóa nền tảng xong, ta phải tự động học thêm những cái kiến thức khác được, chứ không cần phải học thêm khóa nào nữa, bằng cách anh ta biết cách học, biết tài liệu hay lên YouTube ta search chẳng hạn vậy. Chỉ sợ một điều là khi mình chỉ các bạn, mình hướng dẫn các bạn mà các bạn không làm theo, hoặc là các bạn vẫn chưa xác định rõ mục tiêu đó, thì nó rất là nguy hiểm. Các bạn lưu ý
Rồi, cơ bản như vậy nha. Rồi anh Tâm dạy có tâm lắm mọi người. Mạnh dạn đăng ký. Rồi không biết bạn nào đó, cảm ơn em nhé. Rồi chào 55 bạn đang xem livestream. À, cố gắng, hy vọng mục tiêu mình đặt ra là những buổi livestream của mình thì nó sẽ tăng lên cái lượt view. Ban đầu này mới khởi động 55 lượt view hay là 55 lượt view cũng đã là một thành công rồi. Ok, hy vọng là những buổi livestream tiếp theo mình chia sẻ những chủ đề khác nó chi tiết hơn thì hy vọng là nó sẽ nhiều hơn nữa ha. Thì hy vọng là những cái buổi livestream này có là tại sao mình lại có sắp tới thì mình sẽ bắt đầu những cái buổi livestream này nhiều hơn, có thể là đều đặn, một tuần ít nhất một livestream, một tuần ít nhất một livestream nha. Có thể là livestream sẽ được cố định vào khung thời gian nào đó trong tuần hoặc là mình ngẫu hứng như nào đó, nhưng mà một cái mục tiêu mình đặt ra là những buổi livestream của mình hy vọng sẽ mang đến một cái giá trị ở đó cho tất cả các bạn ở đây. Ví dụ những bạn học IT thì hy vọng là thầy sẽ mang đến chúng ta những cái giá trị, nhất là học như thế nào, cách học ra sao, tài liệu ở đâu, cách research như thế nào, hay tất cả những câu hỏi gì đó mà khi ta học lập trình chúng ta gặp phải. Giống như mình ngày xưa mình học lập trình mình có câu hỏi là có người thì bảo học C cộng trước, người học bảo Java trước, người bảo học C sharp trước chẳng hạn vậy. Phải học cái gì trước, cái điều quan trọng, và học như thế nào cho nó hiệu quả. Hình dung chưa? Đó, thì những cái đó phải mình chia sẻ cho chi tiết hơn. Thì các bạn phải đặt những câu hỏi chi tiết vào thì mình sẽ trả lời cho các bạn tốt hơn. Cái câu hỏi các bạn càng chi tiết, càng đi thẳng vào vấn đề thì mình sẽ trả lời các bạn càng hiệu quả hơn, hình dung chưa? Tại vì thật sự mình không biết mình nói gì cả. Tại vì có hỏi có rất nhiều cái thắc mắc ở kia thì mình sẽ có những cái câu hỏi nào mà các bạn học viên hay hỏi mình trong cái lúc mình tư vấn các bạn học thì mình sẽ trả lời trước. Ngoài ra các bạn có thắc mắc gì đó mà xoay quanh những câu hỏi đó hoặc ngoài thì nó người ta phải hỏi thêm ha. Thì nhờ những câu hỏi của các bạn như vậy, các bạn cố gắng đặt những câu hỏi như vậy, thì nhờ những câu hỏi các bạn sẽ ra cho mình những cái từ khóa để tiếp tục mình chia sẻ thêm những cái kiến thức khác ngoài đó nữa. Rồi thì kiến thức về chuyên môn về IT như vậy, hoặc là ở cách học lập trình, cách mà chúng ta học trong đường đại học như thế nào, 4 năm đại học học như thế nào, năm 1 học gì, năm 2 học gì, năm 3 học gì, năm 4 học gì, và ra trường đi làm như thế nào, viết CV ra sao, hay là nhà tuyển dụng họ cần chúng ta cái điều gì đó, hay là sinh viên gì, rất là nhiều cái đúng không, cái thứ về chuyên môn ha. Rồi ngoài ra thì dù những bạn nào có thể là những cái câu hỏi gì đó về đời sống, hay là sinh viên ngày xưa mình học như thế nào, mình sinh hoạt như thế nào, mình ăn chơi như thế nào, mình tham gia cái này tham gia kia như thế nào, tất tần tật, hoặc là mình biết những cái kiến thức khác nữa, giống như là về kiến thức về tài chính, hay là kiến thức về những cái lĩnh vực mà mình biết, mình sẽ chia sẻ khi chúng ta ha. Nói chung là mỗi buổi mình livestream thì ít nhất mình cũng sẽ cho các bạn được một giá trị gì đó, đó là cái mục tiêu mình đặt ra. Thì phải là những buổi đầu tiên mình nói nó chưa được hay lắm, chưa được tốt lắm, thì hy vọng các bạn hãy đóng góp bên dưới video này, bên dưới cái livestream đóng góp, đó là những cái đóng góp mà chân thành từ các bạn, đóng góp mà thẳng thắn từ các bạn sẽ giúp mình tốt hơn. Đó, có là mình livestream dở quá hay cái đó mình nói nó không phù hợp ở cái gì đó, hay ABC Z bởi cờ giờ đó, thì hy vọng tất cả các bạn ở đây hãy đóng góp cho mình nhận xét nha. Đó là mình một con người hướng ngoại, có nghĩa là mình luôn luôn có nghĩa là học hỏi từ những người khác, hoặc là mình luôn luôn nhận những feedback từ những người khác để mình tốt hơn, chứ không phải là mình tư duy rồi bảo thủ tôi luôn luôn đúng. Cho nên tất cả các bạn cứ đóng góp chân thành thì mình sẽ rất là cảm ơn những đóng góp của tất cả các bạn như vậy, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem coi có bông nào đặt câu hỏi gì không. Rồi chào 59 bạn đang xem livestream. Hôm nay cuối tuần là chủ nhật đúng không? Thì ngày hôm nay có ngày mai là bắt đầu là tất cả hình như là chúng ta tất cả các trường đại học đa số như vậy là 2/3 trường đại học bắt đầu học online rồi. Thì tình hình dịch nó chung là phức tạp, có thể là tại vì cái chủng virus lần này thì nó lây lan nhanh hơn những chủng virus khác, cho nên ta hy vọng là hạn chế đến những nơi đông người, và khi đến đông người người ta cố gắng đeo khẩu trang vào nha, đeo khẩu trang vào và đừng đi đến những cái nơi đang có vùng dịch ha. Cũng là chúng ta không có kỳ thị gì cả, nhưng mà ý là những cái nơi đang có vùng dịch á, người ta hạn chế đi đến đó, tại vì đi đến thì có thể là nó ảnh hưởng đến bản thân mình và cũng như cộng đồng, rất là nguy hiểm. Rồi chung là khoảng thời gian này theo mình nghĩ là rất là tốt để cho người ta học bất cứ một kiến thức gì đó, tại vì khoảng thời gian này khoảng thời gian người ta tập trung nhất, người ta hạn chế đi ra ngoài, người ta ở nhà đó, thì người ta sẽ tập trung vào để ta học một cái gì đó. Ví dụ như mình đang yếu lập trình, mình đang học năm 1 mình yếu lập trình đúng không, tư duy mình không tốt, thì mình dành hết thời gian, full thời gian mình cày cái đề đó, hay là tiếng Anh của mình không vững, tiếng Anh của mình muốn ở tiếng Anh mình phải giao tiếp được, ở nhà mình tập trung vào mình học tốt hơn đó. Hay là bạn nào thấy là bây giờ mình cần tìm hiểu cái một kiến thức gì đó thì ta phải dành khoảng thời gian tốt hơn để học nó, bởi vì chúng ta có thời gian nhiều hơn ở nhà, thay vì không có dịch khiến ta đi la cà hay đi bất cứ mọi nơi ta chơi gì đó, thì bây giờ ta có thời gian tốt hơn đó. Thì hy vọng trong khoảng thời gian dịch này chúng ta
biến những cái điều tiêu cực thành điều tích cực bằng cách là ở nhà học hỏi thêm cho mình một kiến thức gì đó mới. Ví dụ như mình lập trình, mình thấy nhiều lúc mình lập trình bị stress quá, ok, mình có thể học một cái môn thể thao gì đó, đá bóng, hay là mình có thể là học đàn gì đó chẳng hạn, hay học hát gì đó, tùy ha. Hoặc là mình đọc sách, nó rất là tốt đó. Ngay đọc sách có thể không giúp cho chúng ta thành công, nhưng ít nhất nó phải giúp cho chúng ta mở mang thêm những cái tri thức mới, nó giúp cho cái bộ não mình cần phải suy nghĩ những cái vấn đề gì đó mà trong quyển sách họ muốn mang đến cho mình. Cho nên bạn nào có thời gian rảnh ta hãy đọc sách, đọc sách thì đọc sách về IT nè, đọc sách về chuyên ngành của mình, đọc sách về tài chính, kiến thức tài chính là một kiến thức rất là hay. Đó thì hy vọng tất cả các bạn có thời gian thôi tìm hiểu về nó ha. Mà khi các bạn tìm hiểu về kiến thức tài chính đó, thì chúng ta sẽ hay bị những vấn đề là bị những cái bẫy lừa đảo. Chúng ta lưu ý nha, cố gắng đừng có để những cái đó nó dụ chúng ta tham gia, nó gọi là những hình thức lừa đảo đó. Mình không gọi là đa cấp nha, bởi vì đa cấp thì nó rất là hay, nó cũng không có phải giống như ta nghĩ đâu. Cái quan trọng là đa cấp nó là đa cấp lừa đảo, thì mình gọi là chung là lừa đảo nha. Đó, những cái hình thức lừa đảo, chung học lập trình nhiều lúc cũng bị lừa đảo mà. Đó, những người, những cá nhân họ lên những cái group Facebook, họ bán những khóa lập trình mà gọi là không chất lượng, họ yêu cầu khóa lập trình chỉ có 250.000 một khóa lập trình, người ta 3-4 triệu mà họ bán chỉ có 250.000, 300.000 chẳng hạn như vậy. Đó, học là kiến, mình đang đi học chuyên ngành của mình mà mình còn vẫn đang bị lừa đây. Đó, thì kiến thức của họ trong cái khóa 250 đó thật sự đâu có cái gì đâu, không qua những cái video rồi mình tự học thôi, mày học cũng được quyền mày, ok chưa? Bởi vì nó có giá 250.000, nó khác cái khóa học là 3-4 triệu, các bạn hình dung. Học mà còn có lừa đảo nữa chi là đầu tư tài chính. Nói thẳng ra thời đại bây giờ cái gì cũng lừa đảo cả. Các bạn yêu không khéo thì nó cũng bị lừa đảo nữa. Ok chưa? Rồi giờ trả lời chúng ta coi. Nói lung tung sờ beng hết, nói từ lưu dữ hết. Rồi. Đó, hy vọng thì những cái chém gió này là tản mạng nha. Ngày hôm nay là cái buổi tản mạng, hy vọng là có nghĩa là mình nói rất là nhiều chủ đề, chung là thích nói gì nói, gọi là có thể là mình nói cái này xong rồi đụng cái khi quờ kia mình lại nói tiếp tục nữa, cho nên là các bạn thông cảm nha. Rồi, hôm nào like solid đi anh, cái này kiến thức chuyên môn rồi em, cái này like phải cả một khóa học. Rồi, để mình xem coi có câu hỏi gì không. Rồi, chào Việt Thanh nha, I love you bạc bạc. Rồi, chào thầy, sao thầy sau nay thầy gầy thế? Bởi sao thầy gầy không? Bởi vì thầy lo nghĩ cho các em, tương lai của các em, cho nên thầy không thể nào mập được. Đùa chứ thầy, tại thầy suy nghĩ nhiều quá, làm nhiều việc quá. Nghe, ngoài việc dạy lập trình, ngoài việc dạy kiến thức về IT thì thầy còn có những cái dự án khác nữa. Cho nên nhiều lúc làm mệt lắm, làm đuối, cho nên cũng hay thức khuya. Nhưng mà hy vọng là sắp tới ăn uống đồ, tập gym, tập thể thao rồi lại đều đặn hơn và có cái mục tiêu rõ ràng hơn thì hy vọng nó sẽ mập hơn xíu ha. Nhưng mà thấy mình ấm ớp như vậy mà nó khỏe là được rồi. Dịch ở nhà thì hãy học thuật toán nha các bạn. Rồi, chào Đinh Nguyên Khôi. Rồi, bạn Khôi, bạn Nguyên thì đang dạy lập trình thuật toán. Có những bạn nào thích thi ACM, thích những cuộc thi về lập trình. Nghĩa là khi chúng ta đã có nền tảng rồi, bạn ta muốn đi thi những cuộc thi về lập trình thi đấu giống như ACM hay Olympic tin học hay những cuộc thi về tin học, thì chúng ta có thể gọi là tham khảo những cái khóa học cũng như tham khảo những kiến thức về những cái lĩnh vực thực toán, nâng cao tư duy hơn để chúng ta phải đi thi đó. Thì bạn nào khích thì hãy inbox cho bạn Đinh Nguyên Khôi để chúng ta có thể gọi là nhờ tư vấn, cũng là tư vấn còn học hay không là quyền của các bạn ha. Không ai bắt các bạn làm bất cứ một cái gì cả. Có nghĩa là các bạn thích thì bạn đăng ký, các bạn không thích thì ok, thế thôi. Các bạn cứ nhớ là không ai bắt các bạn làm một cái việc gì cả nếu như bản thân các bạn không muốn. Đó, cho nên là sau này nếu các bạn có mua khóa học gì đó mà 250.000 hay những khóa học lừa đảo gì đó, thì các bạn hãy hỏi chính bản thân của mình, trách bản thân mình trước chứ đừng trách ai hết đâu á. Tại vì mình nghe rất là nhiều bạn học viên và rất là nhiều người nói đang có những cái khóa học họ bán rất là tào lao. Mình đúng chưa? Thì hy vọng các em học viên và các bạn nào đang năm nhất, năm hai thì người ta đừng có dính vào những cái bẫy đó. Còn những người đó họ làm như vậy vì mục đích gì đó là, thì đầu tiên vì mục đích là lợi ích rồi. Rồi, sao bây giờ này nó không ấy được ta. Rồi, chia sẻ về an ninh mạng đi à. An ninh mạng có nghĩa là em hay, ông này chắc hay xem những cái bộ phim về hacker đúng không, cho nên thích an ninh mạng. Rồi, an ninh mạng thì đơn giản chính là em sẽ bảo mật những server, em giúp một trang web hay một ứng dụng gì đó nó sẽ không bị xâm nhập vào đấy để lấy dữ liệu, đơn giản như vậy. Rồi, thì ngành an ninh mạng á, thì cái nhu cầu tuyển dụng của nó thì nó sẽ
tức là về chi tiết rồi. Thì bạn nào thấy mình phù hợp với an ninh mạng thì ta có thể gọi là học về nó. Thì an ninh mạng chính là những công việc về bảo trì, bảo mật một hệ thống gì đó, đừng chống xâm nhập từ bên ngoài vào, hiểu đơn giản như vậy. Nó giống như những bộ phim mà ta hay xem vậy đó, những bộ phim nước ngoài mà bị hacker gì đó ta xem đó, kiểu vậy đó. Thì bạn nào mà thích về những cái đó thì ta có thể lên YouTube ta search ngành an ninh mạng học những gì, rồi ngành an ninh mạng học xong ra đi làm ở những công ty nào, ta hãy search YouTube, Google, nó nói rất chi tiết cho chúng ta, anh em chưa? Đó. Có nghĩa là mình là không học ngành an ninh mạng nên mình không chia sẻ sâu được vào ngành đó. Nhưng mà bạn của mình thì có rất là nhiều bạn học an ninh mạng, nhưng mà sau đó có nghĩa là không biết lý do gì đó, nhưng mà những bạn đó thì lại theo cái ngành phần mềm, có nghĩa là ứng dụng lập trình web và ứng dụng di động. Khi chúng ta an ninh mạng là một cái ngành mà theo mình nghĩ là kiến thức nó cần, chúng ta cần phải am hiểu rất là sâu và rất là rộng. Có người ta không chỉ dừng ở việc là chỉ biết một kiến thức về an ninh mạng, mà ta phải biết về kiến thức về website, kiến thức về hệ thống, kiến thức về server, kiến thức về database. Nói chung là nó sẽ đòi hỏi chúng ta cần phải biết nhiều thứ hơn, nó hơi nặng hơn so với những cái ngành khác, theo mình nghĩ là như vậy ha. Thì các bạn có thể tham khảo từ những cái người đi trước, từ những người đang học về ngành này xem có đúng hay không nha. Chúng ta đừng bao giờ nhìn nhận một vấn đề ở một cái góc nhìn của một người nào đó, mà ta hãy nhìn ở nhiều góc nhìn. Hãy nhọc nhiều góc nhìn là có nhiều người nói, 5 ông nói, 6 ông nói, rồi chúng ta sẽ lấy tất cả những ý chung, ta giao thoa lại với nhau. Giao thoa lại với nhau và lấy những ý chung ra thì đó chính là những cái điều đúng. Nắm được chưa? Đó, hy vọng các bạn đừng có nghe mình nói rồi các bạn làm theo ha, mà các bạn hãy tham khảo thêm từ những nguồn khác nữa rồi sau đó hãy ra quyết định. Ok chưa? Cái laptop sao không xem được, mạng nó cứ chập chờn nha. Bây giờ thì các bạn nghe cái giọng mình nó có rõ hay không? Bởi vì nó đã qua cái mic này rồi. Đó, cái mic này có rõ hay không? Có vấn đề gì âm thanh hay không? Âm thanh tốt không các bạn? Các bạn nào cho mình biết âm thanh nó có tốt không nào? Tháng 7, tháng 8 của lớp không thầy. Ok. Tháng 7, tháng 8. Tháng 6 có lớp nè, Huy Trần. Có em học, em nên học vào tháng 6 luôn đi. Có nghe mình học sớm càng tốt, học á, đừng bao giờ mình chờ đợi cả. Đừng bao giờ lý do này, lý do nọ. Tất cả là lý do phải quan trọng mình muốn hay không. Cái mình muốn thì mình xuất luôn, muốn thì học luôn. Học nhanh mà còn làm những cái khác nữa, chứ không phải là ngồi học hoài cái thức đó. Cho nên, xác định học thì hãy học luôn. Đừng có chờ tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 gì đâu. Đối với mình là như vậy. Mình học bất kỳ thức gì đó mình thấy nó cần là nhảy vào xuất luôn. Lên kế hoạch bắt đầu nhảy vào học luôn, múc tuôn chứ không có nói nhiều. Bởi vì mình học xong mình còn học những cái khác nữa, chứ không phải mình học cái thứ đó không, mình đúng chưa? Tốt lắm thầy ơi. Rồi chào Việt Thái nha, chào anh bạn. Dịch này chắc cũng hơi đuối ha, làm việc chắc hơi nhiều à. Rồi chúc anh buổi tối vui vẻ. Rồi chào Dương, chào 54 bạn, chào tất cả những bạn mới vô tham gia livestream nha. Như vậy thì ta có câu hỏi gì không, các bạn có đặt câu hỏi đi. Frontend cần học những gì thầy? Frontend thì đầu tiên em cần học HTML, CSS và JavaScript nha. Đó là ba kiến thức quan trọng nhất. Đó, HTML, CSS và JavaScript. Thì HTML bây giờ nó ra rất là nhiều những cái version mới rồi, CSS cũng như vậy luôn. Nhưng mà em cứ sợ cái từ HTML, CSS và JavaScript. Đó, học theo lộ trình như vậy, HTML, CSS trước, rồi sau đó em học tới JavaScript. Rồi, cứ lên YouTube và Google search theo keyword như vậy là em sẽ có được cả một cái lộ trình học luôn. Cái thời buổi bây giờ, theo mình nghĩ nó không khó để học bất kỳ một cái gì nha. Rất là đơn giản, có người ta chỉ cần biết keyword, ta lên YouTube, Google, ta search, người ta sẽ có lộ trình học rồi. Nhưng tại sao mình lại có những khóa học? Vì những khóa học của mình tạo ra nhằm mục đích là giúp cho những bạn nào mà không tự học được. Nói là chúng ta cần một người đồng hành, cần một định hướng, giống như cần một cái người dẫn dắt mình. Thì những khóa học nó sẽ phù hợp với chúng ta. Còn nếu bạn nào mà tự học được rồi thì nên lên YouTube và Google học. Đó là hai ông thầy mà theo mình nghĩ nó sẽ đi theo chúng ta cả đời luôn. Có khi nào chúng ta chết xuống lỗ rồi, đóng nắp quan tài lại thì khi đó ta mới sao? Mới không dùng nữa hai ông thầy nữa. Chứ hai ông thầy đó thật sự rất hay. YouTube và Google cứ như vậy ha. Rồi, còn bạn nào mà muốn đồng hành, muốn được gặp thầy Tâm hay là muốn được định hướng chia sẻ thêm những cái này kia và được kèm thêm để tốt hơn, để đi nhanh hơn, để học hiệu quả hơn, để rút ngắn cái quá trình học khi mà mình đi tìm một cái gì đó mới. Ví dụ như khi ta tự học thì ta sẽ trải qua rất nhiều thời gian hơn, bởi vì ta tự học thì ta sẽ thử sai để thành đúng. Như vậy thì quá trình học nó sẽ dài hơn so với những bạn đi học ở những cái khóa học ở trung tâm. Nhưng mà trung tâm thì cũng có rất là nhiều trung tâm, thì ta cứ check những trung tâm nào mà uy tín và chất lượng người ta học, mình đúng chưa? Đó, dù bạn nào muốn đăng ký khóa học Bicoaching cũng như vậy luôn. Biết Bicoaching là ai, hãy tìm hiểu đi.
coi uy tín hay không, có ông này dạy như thế nào, ok thì học, không ok thì đăng ký trung tâm khác. À, hay ta học những trung tâm khác cũng như vậy luôn, có nghĩa là muốn học một cái gì thì phải xem phải có học ở trung tâm đó, ở chỗ đó nó có uy tín hay không, nhiều người review như thế nào, tốt hay không tốt thì bắt đầu đăng ký để học, để tránh lừa đảo, nắm được chưa? Đó, cứ như vậy, thẳng thắn như vậy. Nói chung mình nói chuyện là nhiều lúc là mình nói nó không có che giấu gì cả, mình nói những cái điều rất là thực tế, nó không có màu mè và nó cũng không có ngôn từ nhiều. Cho nên nhiều lúc có nhiều bạn thì nghe, nếu bạn nào nghe, bạn nào thích cái phong cách nói chuyện của mình thì người ta phải ở lại livestream này hoặc là những livestream tiếp theo nữa. Hình dung chưa? Cùng chí hướng ông ơi. Rồi. Cùng chí hướng ông ơi, Ngọc Dương. Chào em trai nhé, dạ, chào anh Hùng. Rồi chào Nguyễn Minh Tâm. Chào ship. Lâu quá chưa gặp ship. Ship khỏe không ship? Chủ tịch đang xem. Bạn Tâm đang xem mà bạn Tâm không chào mình, buồn quá. Rồi. Sao thầy không ra khóa mobile thế? Nghĩa là khóa học ở trung tâm Bicuchin á, nghĩa là mình luôn luôn đặt một cái quan điểm như thế này, có nghĩa là tất cả khóa học mà khi đã public ra bên ngoài để dạy tất cả các bạn thì khóa học đó phải được kiểm chứng và phải được thử nghiệm, nói chung là phải có cái lộ trình học và phương pháp học hiệu quả rồi thì mới public. Có những khóa mobile vẫn đang trong quá trình test và chuẩn bị lộ trình tốt nhất để public ra, giống như khóa web cũng như vậy luôn, và chọn cái người dạy phù hợp, chọn một cái người dạy thật sự và có năng lực về khóa đó, có kiến thức về cái lĩnh vực đó, và họ dạy tốt về lĩnh vực đó để truyền đạt được chúng ta tất cả kiến thức và những kinh nghiệm đi làm, giống như khóa lập trình website và khóa lập trình mobile, đó là những khóa học mà người ta học xong người ta có thể đi làm được. Cho nên phải chọn được cái người dạy phù hợp và cái người dạy có năng lực, test rất kỹ, mà khi public ra là sẽ thành công và học là sẽ đi làm được. Cho nên tại sao chưa có khóa mobile là như vậy, nhưng hè này khả năng sẽ có khóa mobile đó, ta hơi chờ ha, chờ hè này. Rồi, developer và programmer khác nhau như thế nào ạ? Những câu này em hãy lên trên Google, em sợ là ra mà đơn giản mà. Developer và programmer, programmer giống như coder thôi, chứ là những người chỉ biết làm theo những cái task mà bên trên đưa xuống, không có tư duy suy luận, không có tư duy phân tích gì cả thì gọi là programmer và coder. Còn developer nó gọi là nhà phát triển, tức là người phát triển chương trình, người phát triển phần mềm, là những người họ code được, họ có thể là những người có tư duy phát triển lên những vị trí cao hơn và họ có tư duy phải học lên cao nữa chứ không dừng lại bất kỳ thức nào hết, gọi là developer. Và họ có người có tư duy phân tích và tư duy suy luận rất là tốt trong lĩnh vực lập trình, gọi là developer. Theo mình hiểu là như vậy ha. Còn bạn hãy search thêm và tham khảo thêm từ những nguồn khác xem nó có đúng hay không. Đối với mình là mình hiểu như vậy. Rồi anh có dự định mở thêm chi nhánh gần quận 10 không ạ? Rồi thì hiện tại thì Bicuchin chỉ có một chi nhánh là ở quận Thủ Đức thôi. Có nghĩa là đối với mình thì mình cảm thấy là quận 9 nó phù hợp, nó có một cái phong thủy gì rất là tốt cho mình thích ở đây hơn. Còn quận 10 hay tất cả những quận khác thì trong tương lai chưa biết được, 2022 chưa biết được ha. Tức là mục tiêu định hướng của trung tâm, nhưng mà ta phải chờ đi, từ chờ đi, biết đâu có bất ngờ sao, đúng chưa? Trần Dương Viện. Rồi. Có câu hỏi nào không? Rồi bây giờ bắt đầu trả lời những câu hỏi của chúng ta đi. Bạn nào có câu hỏi gì thôi đặt ra nhé. Có hỏi như có những câu hỏi đang bị trôi bên trên thì chúng ta đặt lại giùm mình ha. Rồi chào Hà Khanh, chào Lê Nguyễn Tuấn Kiệt, chào Huy Chê. Huy dạo này chắc ăn lòi mồm đúng không Huy? Thấy xanh quá mà. Vậy mà không thấy mời thầy nó ly cà phê gì cả, buồn quá. Hỏi mà thầy không trả lời. Sao rồi? Đây này chắc làm ăn được lắm đúng không? Em phân vân không biết nên theo web. Có nghĩa em muốn học web hay muốn học lập trình mobile hay học bất cứ kiến thức về chuyên môn nào đó để đi làm thì đầu tiên em cần nắm những kiến thức nền tảng trước cái đã. Nền tảng, nó gọi là kiến thức nền tảng mà cơ bản không phải là nó không quan trọng nha. Các bạn hiểu lầm rồi, kiến thức nền tảng, kiến thức cơ bản là kiến thức rất quan trọng. Giống như bây giờ các bạn không học cộng trừ thì làm sao các bạn học được nhân chia, đúng không? Nhưng mà cộng trừ thì nó dễ không? Quá dễ, nó quá basic, nó quá cơ bản luôn. Nhưng phải có nó mới học được nhân chia. Thì giống như cái khóa lập trình web và khóa lập trình mobile đó, nó chính là gì? Nó chính là nhân và chia. Còn lập trình nền tảng như là kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu kỹ thuật, OOP, cơ sở dữ liệu, đó là bốn cái phần kiến thức về cộng trừ
mà không biết thì làm sao học nhân chia được, hình dung chưa? Cho nên các bạn hãy đầu tiên học cho mình tốt cái kiến thức về nền tảng cái đi, chính là cái lập trình có đối thực và OOB cộng với có thời gian học kim cơ sở liệu, bốn hình thức đó rất quan trọng. Có nghĩa học không phải là học cho biết, mà hãy học và hiểu sâu nó, mà hiểu sâu được những phần kiến thức đó thì chúng ta cần phải bỏ thời gian ra tập trung trong vòng hơn 6 tháng, 1 năm thì ta mới nắm vững được nó, chứ không phải là vào lên YouTube xem một cái kênh YouTube nào đó 20 video, 30 video xong là chúng ta vẫn về ba phần thức đó là sai, mà là chúng ta phải học và ta phải thấy được cái sự ứng dụng của mình trong thức đó. Ứng dụng học xong mình làm được cái gì hay không, hiểu chưa? Rồi thầy có web back end các bạn. Rồi chào Kiệt nha, khối web back end thì đang có khóa Node.js 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 nha. Em muốn khi học lập trình mobile thì em phải nắm C cộng OOP thì có theo được không thầy? Nắm, có nghĩa nắm được, có nghĩa em có ứng dụng C cộng, em có ứng dụng C cộng OOP và cấu trúc dữ thực em làm được sản phẩm nào chưa? Ví dụ em có dùng cái thứ đó em viết là một chương trình nào chưa? Có nghe những cái bài tập như là kiểm tra số lượng tốt, kiểm tra số lượng phương, kiểm tra số lượng thiện thì bỏ đi ha. Tại vì đó không phải là ứng dụng, đó chính là mình luyện tư duy thôi. Ứng dụng nghe em làm được cái game, ví dụ game nó rắn săn mồi, hay là game hay là một cái đề tài quản lý sinh viên, quản lý vật tư, quản lý thư viện này đó, mà em kết hợp được bốn loại, ba loại kiến thức lại với nhau, như là cái lập trình cấu trúc thật hoặc là cái lập trình cấu trúc thật OOP, em kết hợp lại em làm được sản phẩm như vậy, bắt đầu nắm về nó, nắm được chưa? Đó, và em học xong chỉ là lý thuyết suông thôi thì nó hơi khó. Rồi học khoa học mà lơ đãng quá, thấy chưa? Trung kiên bây giờ mới thấy được cái tầm quan trọng của nền tảng. Học phải tập trung vô mấy bạn ơi, nó mới giỏi được. Bây giờ mình cũng như vậy thôi, mình học một cái gì mới á, mình cũng dành thời gian ra một ngày gần 4 tiếng, 6 tiếng, cả tuần luôn. Ngồi học thấy bà nội luôn. Còn chưa thấy gì mà các bạn bây giờ mình hỏi đa số các bạn học một ngày có 1 2 tiếng. Nhiều lúc có 30 phút mà một tuần học có một ngày, một tháng học được 4 buổi, mỗi buổi học được 2 tiếng, 3 tiếng, mà 2 tiếng, 3 tiếng nó vô lên YouTube, lên Facebook xem những cái video cướp giúp hết gì đó là cũng gần hết 2 tiếng rưỡi rồi, còn có 30 phút rồi. Sao mà học? Còn học xong thầy ơi em học xong, anh ơi em học mà em làm biếng quá, em buồn ngủ quá, em lăn em ngủ, em ăn không thì thua rồi. Hình dung chưa? Học là phải tập trung, phải dành thời gian. Đó, còn không học thì sau này chỉ có nước đi bơm bánh xe lửa thôi. Hình dung chưa? Thời đại bây giờ hãy nói thẳng với nhau như vậy đi, có học thì mới có ăn, còn làm biếng ăn với ngủ không thì ra trường chứ đi bơm bánh xe lửa thì luôn á. Học trình mobile trường cao đẳng IPT Poly OK không thầy? Có nghĩa là trường thầy không có nói chi tiết vào trường nào hơn trường nào gì đó, mà cái quan trọng là ở bản thân của mình, tại vì trường giảng viên chủ yếu là cái người giúp cho người ta định hướng cái cách học thôi, chứ thật sự trong một cái tiết học như vậy, một cái môn học như vậy chỉ có 3 tháng 4 tháng, làm sao mà giỏi được, nói thẳng như vậy luôn. Cho nên là mình phải có định hướng rõ ràng rồi tự mình học, mình phải có cái nội lực bên trong để mình tự học được những cái thứ mình muốn. Còn đi học chỉ là một cái phần giúp cho người ta nhận thức được cái tầm nhìn, một cái view về cái lĩnh vực đó, nắm được chưa? Đó, một cái view về lĩnh vực đó thôi, chứ bản chất chúng ta vẫn tự học. Tại vì bây giờ em hỏi đi, bây giờ em không học ở trường đại học nữa thì ai dạy em? Nếu em không có năng lực tự học, đúng không? Cho nên là em hãy cố gắng trong cái vấn đề đó, là em cố gắng em tự học được cho mình. Thì trước khi tự học em phải nắm được nền tảng xíu ha. Rồi còn trường nào thì cũng giỏi thôi, đào tạo cũng tốt ở đâu á, quan trọng là mình thôi ha. Thì trước khi muốn đăng ký vào trường đó thì hãy lên những cái trang như Facebook hay group hay bay gì đó, mình hỏi những cái người đã học ở trường đó xem họ review như thế nào. Mà đừng có hỏi một ông, hai ông, hãy hỏi 10 ông vào, hỏi 20 người vào, bắt đầu mình giao kho lại, mình lấy điểm chung. 20 ông mà có 15 ông nói trường nó dạy tốt thì chắc chắn trường nó tốt, đúng không? 20 ông mà có 5 ông nói dạy tốt, 15 ông nói trường nó dạy không tốt thì ok, như vậy thì say goodbye. Thấy chưa? Đó đơn giản vậy thôi. Mình học một cái gì cũng dạy cả, cho mình học một kiến thức mới, nhiều lúc mình đâu có tự học đâu. Nhiều lúc mình cũng đi học từ những người đi trước, tại vì mình hiểu được rằng học như vậy sẽ giúp mình rút ngắn thời gian và giúp cho mình có thể học thêm được những nhiều thứ hơn nữa, thay vì mình tự học, mình thử sai thành đúng thì hãy đi học. Và đó được gọi là cái đồng tiền mình bỏ ra để đầu tư về kiến thức, đầu tư về tri thức, đúng chưa? Cho nên
có điều kiện hãy nên đi học bên ngoài thêm. Tại vì mình học bên ngoài thêm không phải là mình học kiến thức không, mình học kinh nghiệm từ họ nữa. Rồi, đi làm rồi mới thấy tư duy giải quyết vấn đề. Ok, rồi bạn nào mà mới học về nền tảng, tôi hãy đọc những cái comment của bạn Vũ Trung Kiên á để biết được rằng những kiến thức nền tảng quan trọng như thế nào. Đó, bạn đó đang tâm sự đó. Thì hy vọng mà Kiên hãy chia sẻ thêm những cái gì đó mà em thấy được thực tế bên dưới cái livestream này giúp thầy nha, để cho tất cả các bạn khác có thể hiểu được cái vấn đề cái nền tảng quan trọng như thế nào. Tại nhiều lúc á, con người nó thú vị lắm. Có nghĩa là những người đi trước mình họ nói mình không tin đâu, nhưng mà đến khi á mà mình gặp nó, mình trải qua nó, mình thất bại về nó rồi, mình mới tin cái điều đó là đúng. Mà khi đó mình sẽ trả giá cho những điều đó. Mà trả giá thì sao? Có nhiều lúc là trả giá nó bình thường. Có nhiều lúc thì trả giá bằng cả gì? Mồ hôi và nước mắt. Đôi khi là tiền nữa, chẳng hạn vậy, đúng không? Hay là thời gian nữa. Thời gian là cái quan trọng nhất. Cho nên nếu có điều kiện, mình nên hãy học từ những người đi trước. Đó là cái điều quan trọng nhất. Chốt lại như vậy ha. Rồi, để kéo lên trên coi. Bây giờ cái này nó không xem được. Rồi, chào 53, 40 người. Rồi, livestream bắt đầu dần dần ít đi. Ok, bắt đầu nó phải focus lại những cái người khích style nghe như thế này. Ok chưa? À, mình cũng không buồn lắm. 42 bạn. Các bạn nào thấy hay, có thể share giùm mình ha. Ok chưa? Em vẫn hóc React.js à? Đồng vị. Rồi, ok. À, chờ nha. Thưa thầy, em phân vân. À, bận mấy đồ án web xỉu luôn. Rồi, kéo lên trên xem. Câu hỏi đang bị trôi ha. Em muốn học lập trình mobile, hiện tại em đang nắm. Rồi, trả lời rồi ha. Dạ, biết được quản lý nhân viên GameStar. Rồi, như vậy bản đạo Thanh Hưng ok đó. Như vậy thì em học xong kiến thức nền tảng rồi đúng không? Thì Hưng sẽ học thêm giùm thầy cái phần, học thêm giùm mình là cái phần cơ sở liệu ha. Cơ sở liệu database. Rồi sau đó em hãy chọn cho mình một hướng đi. Em muốn đi, em sau này muốn ra trở thành một người dev. Một người dev về gì? Dev về mobile, thì em học về mobile. Một người dev về website, em sẽ học về website. Nắm được chưa? À, thì em bắt đầu chọn như vậy, lộ trình đơn giản vậy. Học thêm cơ sở liệu giùm mình. Sau đó là chọn một cái chuyên ngành để theo. Còn học như thế nào, cách học ra sao, lộ trình như thế nào, kiến thức ở đâu, thì video trên YouTube search. Lên YouTube search và lên Google search. Hình dung chưa? Hai ông thầy rất là hay đó. Thầy ơi, môn toán rực rạc và lý thuyết đồ thị sau này có sử dụng nhiều trong công việc không thầy? Rồi, hai môn này thì nó giúp chúng ta luyện tư duy lập trình, chính là cái tư duy xử lý vấn đề, và nó giúp cho mình học thêm những thực toán mới. Nghe, khi mình học thêm một thực toán mới, đôi khi có thể nó không ứng dụng liền ở thời điểm hiện tại, hoặc không ứng dụng liền trong khi mình đi làm về nó, nhưng nó giúp cho chúng ta mở cái não mình ra và giúp cho chúng ta sẽ mở ra được những cái tư duy. Tư duy ở đây đơn giản nó mông lung, tư duy là cách giải quyết vấn đề. Nó giúp cho chúng ta sẽ có cách giải quyết vấn đề tốt hơn. Ví dụ khi bây giờ mình chưa học về cái, mình chưa luyện tư duy lập trình, thì khi mình xử lý vấn đề đúng không, mình xử lý nó mất phải 3 ngày. Nhưng bây giờ mình giải nhiều bài tập nhỏ, mình có nước nền tảng rồi, thì mình giải một bài tập không cần mất 3 ngày nữa, mà thậm chí nó chỉ mất có 2 ngày hoặc là 1 ngày, nó rút ngắn lại. Và khi mình luyện thêm 500 bài tập như vậy nữa, thì mình cái bài tập thứ 501 á, mình giải nó sẽ bắt đầu sao? Rút ngắn thời gian lại nữa. Cái tư duy của mình nó sẽ tốt hơn dần dần. Cách giải quyết vấn đề nó sẽ tốt hơn. Thế tất cả kiến thức đó nó sẽ bổ trợ cho nhau, đúng chưa? Về kiến thức về lý thuyết đồ thị và toán rất là kiến thức rất hay. Nó giúp cho chúng ta luyện về tư duy lập trình, nó giúp cho chúng ta luyện về cái cách giải quyết vấn đề trong lập trình. À, cho nên là chúng ta cố học tốt. Thì tùy mỗi giảng viên, tùy ở mỗi trường họ dạy môn đó như thế nào nữa. Có trường dạy môn đó hay, có trường dạy môn đó là không hay. À, như vậy thì mình nói nó hay thì ta phải lên YouTube, ta search, lên Google search để tự mình tìm hiểu thêm, đúng không chưa? Đó. Nhưng môn đó là quan trọng, cũng hay lắm đấy. Nhớ nha. Rồi thì anh nghe chị em nói thầy dạy công nghệ thông tin, vậy cho em hỏi em chỉ cần đăng ký học thôi hay có yêu cầu gì khác nữa không ạ? Có nghĩa là em, nếu em đang là năm 1, năm 2, nói chung là em đang học IT mà em thấy kiến thức lập trình của mình đang bị hỏng. Ví dụ như khi em giải một bài tập em không biết cách triển khai thuật toán như thế nào. Đó, đây là câu hỏi của bạn Hà Mạnh ha. Hà Mạnh là em của Hà Khanh đúng không? Hình như là Hà Khanh là học trung cấp 3 thì phải. Hồi xưa hình như có gặp phải. Nói chung là có quen rồi. Thì chào bạn Mạnh nha. Như vậy thì nếu em học lập trình mà em cảm thấy là cái cách em giải quyết một vấn đề là một bài toán, là một lập trình mà em triển khai lập toán nó khá lâu, hoặc là em không có tư duy lập trình, là em không biết cách để
giải quyết bài toán như thế nào, em không có ý tưởng giải quyết bài toán như thế nào, thì lập trình là kiến thức nền tảng của em và tư duy lập trình của em đang bị hỏng. Cho nên là cái khóa học phù hợp của em là khóa học lập trình nền tảng, để vào trong khóa học đó mình sẽ giúp cho em có thể luyện là tư duy lập trình và giúp cho em nắm được thức căn bản và cũng như định hướng cho em rõ hơn rằng năm 2, năm 3, năm 4 em nên học cái gì trước, cái gì sau và học như thế nào cho hiệu quả. Thì như vậy khóa học của em là như vậy đó, còn yêu cầu không yêu cầu gì cả, tại vì khóa học đó khóa học dành cho những người mất gốc, à những người nào mất nền tảng là học phù hợp nhất, nắm được chưa đó. Thì có thể em inbox cho mình, em bạn các bạn inbox cho mình nha, mình sẽ tư vấn cho bạn cụ thể hơn và em bắt đầu đăng ký và tới ngày mình đi học thôi, không yêu cầu gì hết, ok chưa. Thì đăng ký khóa học ở BeCoaching thì mình sẽ đóng cọc ha, thì đóng cọc bao nhiêu thì tùy vào cái học phí khóa học đó. Thì những bạn nào muốn học thì inbox cho mình hoặc là inbox cho cái bay BeCoaching đó, các bạn lên Facebook các bạn sợ là ra rồi. Coi chào Hà Mạnh ha, dạ em năm nay em mới thi đại học rồi, mới thi đại học thì khi xong rồi inbox cho thầy cho mình thầy gì gọi tùm lum lạ hết rồi. Học những cái nền tảng thầy bảo nó luyện tư duy luyện cách đó, ông nào vô đọc bạn Hà Mạnh cứ đọc cái của ông Kiên nè. Nhưng mà nhớ nha, học IT thì cần phải có sự kiên trì, ông mà nói thẳng luôn, học cái quái gì cũng cần sự kiên trì cả, không có học cái gì mà nhảy vô học mà giỏi liền, nó nói thẳng luôn, không có thầy bà, không có ông nào bà nọ mà nhảy vô học 24 giờ cấp tốc để mà phải giỏi một cái ABC gì đó, học lòi mồm đó còn chưa thấy gì mà vô đó học như vậy mà giỏi được. Cho nên là học bất kỳ cái gì nó thẳng luôn, chứ không phải IT không, phải cần có sự kiên trì. À các bạn lưu ý điều đó nghe, có sự kiên trì và sự quyết tâm cũng như mục tiêu rõ ràng đó. Có một cái chia sẻ cho chúng ta như thế này, là những bạn nào mà học IT là những bạn nó đang học đúng cái kiến thức của thế kỷ luôn. Tại vì thời đại bây giờ, một người biết kiến thức về IT, một người kiến thức về công nghệ, người đó sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn những người khác. À, cũng có phát triển tốt hơn những người khác. Bởi vì thời đại công nghệ, cái gì cũng dùng công nghệ hết. Đó, cái gì cũng dùng công nghệ hết. Bây giờ là cái gì cũng dùng website, cái gì cũng dùng ứng dụng di động, cái gì cũng lên điện thoại, cái gì cũng dùng app, đó công nghệ hết. Đụng vào cái gì cũng công nghệ hết. Các bạn càng ngày càng thấy sẽ là tất cả đều công nghệ hết. Nếu ta biết công nghệ, ta sẽ là một lợi thế. Đơn giản không biết công nghệ đúng không? Chúng ta cũng phải viết là một cái tool. Ví dụ ông nào mà bạn gái mình bán gì, bạn gái của mình mà đang kinh doanh online mà bán hàng gì đây, bán hàng trên Shopee hay bán hàng trên những trang thương mại điện tử ha, chúng ta phải viết một cái tool, hay bán hàng Facebook đi, mình viết một cái tool sao giúp cho hỗ trợ cái việc bán hàng đó, hay viết một cái website cho người yêu mình, sau bắt đầu mình chạy về mình chạy quảng cáo Google, bắt đầu mình sell cho lên top chẳng hạn vậy. Đó là thứ về công nghệ, còn những người không biết công nghệ làm sao mà làm được. Nói chung người không biết công nghệ thì họ mò rất lâu, họ làm cũng được đi nhưng mà họ mò rất lâu, mình nhảy vô mình làm trong vòng có thể là một tuần là xong, họ mò phải một tháng, hai tháng, hoặc là họ bỏ tiền ra họ khê người khác vào làm. Đúng chưa? Nhưng mà khê người khác vào làm thì cái gì? Cái đoạn code đó, cái chương trình đó, cái thằng dev đó nó đang nắm. Mà nó nắm thì sao? Nó nắm thì nó muốn thay đổi cái gì là quyền của nó chứ. Một ngày đó mình phát triển lớn lên, nó lấy cái sụt mình, nó đi nó bán cho thằng khác. Toàn chưa? Còn mình nắm công nghệ, mình nắm đoạn code đó thì mình là người làm chủ, cho nên mình thích thì mình khiêm vào, mình không thích thì mình bạn làm gì đó quyền của mình hết, mình không có bị phụ thuộc vào người khác. Cho nên có thứ về công nghệ sẽ rất là tốt, nhớ nha, phải có tư duy như vậy. Thầy bảo câu hỏi của em luôn rồi, kéo lên trên coi Hoàng Nam coi ha. Hoàng Nam hỏi gì đây? Rồi tại vì cái câu hỏi nó bị trôi á cho nên các bạn thông cảm nha. Thì sau cái livestream này mình sẽ có thể là mình sẽ comment, mình giải đáp cho bạn cái câu hỏi. Hoàng Nam rồi, Hoàng Nam có thể copy lại cái câu hỏi mà pass lại được không Nam? Đừng dặn thầy nha Nam, quen quá rồi còn dặn nữa thì toàn đấy, tại vì nó bị trôi qua nha. Bảo Toàn Nguyễn, kéo con trên coi, rồi để kéo con trên xíu đó. Cho nên thời đại này biết IT là một lợi thế, nhớ nha. Bảo Toàn Nguyễn, thầy cho em hỏi những khó khăn và điểm cần lưu ý học Frank không ạ? Frontend á là em cứ code nhiều vào, code nhiều. Khó khăn thì nói chung là khó khăn thật sự nó không phải là một ngoại cảnh, mà nó xuất phát từ chính cái sự chủ quan của bản thân mình. Có nghĩa là em học em thấy nó hơi khó xíu các em nản, em thấy nó hơi khó xíu các em bỏ đó, các em thấy là khó khăn. Chứ thật sự ai mới học bất kỳ một cái gì mới học vào mà chả khó khăn đúng không? Tại vì mới ban đầu mình học một cái gì đó mới
mình là một người từ con số 0, mình không biết gì hết, cho nên là những thứ mình tìm hiểu đều khó khăn hết. Nhưng khi mình kiên trì một xíu, em chỉ cần có sự kiên trì, em search Google, em search YouTube thêm và em mò mẫm từ từ thì những cái điều đó nó khó đúng không, nó sẽ bắt đầu dễ dàng, em sẽ có khi có động lực để em học. Cho nên cái khó khăn đầu tiên là em thiếu sự kiên trì và em thiếu sự quyết tâm, thì em hãy cố gắng luyện mình hai kỹ năng đó thì đơn giản thôi, em đừng bỏ cuộc, em cố gắng học nó. Giống như mình nói rồi là em học HTML, CSS trước, sau đó em học JavaScript. Như vậy thì em hãy lên trên mạng, em search cái từ khóa đó em học trước đi. À, thì chắc chắn sẽ có những cái YouTuber họ nói về cái nghĩa rất chi tiết luôn. Em cứ làm theo họ. Cái video 1 họ nói cái gì, em làm theo như vậy. Video 2 họ nói gì, em làm theo tương tự như vậy luôn. Em cứ làm như vậy, làm tới làm lui, có tới có lui. Có xong, mình thấy mình quên đúng không? Mình có xong, mình xóa, mình có lại. Hay mình có lại những gì video nói thôi, chứ chưa cần làm gì cái gì cả. Thì mình có lại những video nói thì mình cũng đã gì? Mình cũng đã thành công rồi. Thì từ từ như vậy mình thấy à, mình có được cái này hay quá, cái kia hay quá từ video đúng không? Bắt đầu mình có cảm hứng. Cảm hứng cái bắt đầu em tìm hiểu thêm những cái năng cao hơn nữa. À, cho nên ban đầu đừng có vội vàng, cứ học theo cái lộ trình kiểu như vậy ha. Rồi mình không biết thì mình đặt câu hỏi lên group, rồi mình hỏi những người bạn của mình, mình hỏi những người đi trước của mình để họ giải đáp cho mình. Ok chưa? Còn nếu em không tự học được nữa thì kiếm cái trung tâm nào đó họ có học về cái đó mà họ dạy ok, họ dạy tốt, đăng ký vào học để giúp mình có động lực hơn, cũng như có cái người định hướng của mình tốt hơn, cũng như kèm cho mình là đồng hành với mình. Đáng rồi chưa? Còn em tự học được thì em hãy làm cái phí đầu của thầy. Ok chưa? Khó khăn là thiếu sự kiên trì và sự quyết tâm. Chứ bây giờ có hết trên Google, YouTube rồi, kiến thức rồi ha. Ông Nam hỏi gì kiếm không ra ta? Chán nhỉ. Hoàng Nam copy paste lại giùm thầy câu hỏi đi Nam. Rồi, chúc thầy chết inbox em hết rồi kiên, ok chứ thầy chết inbox. Bây giờ em chọn ngành để học và em chọn ngành nào để theo đúng ngành thầy đang dạy. Chứ là lập trình em, chứ là IT, chứ là công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin nha. Chính là công nghệ thông tin nha. Công nghệ thông tin, cái là ngành công nghệ thông tin. Nhưng mà em đừng có nghe nói hay quá em nhảy vào học nó. Em phải lên YouTube em search công nghệ thông tin làm cái gì. Thông qua những cái gì chia sẻ từ đầu nè, thì ngành công nghệ thông tin cái ngành sẽ tạo ra những cái chương trình sản phẩm trên website, trên ứng dụng di động, những cái phần mềm hỗ trợ con người làm việc trên máy tính, thì đó là ngành công nghệ thông tin. Nắm được chưa? Em lên YouTube em search. Em lên Google em search coi nó là cái gì cái đã. Có thích nó hay không? Thích thì học, không thích thì học ngành khác. Nếu mình thấy chọn một cái ngành gì đó mà mình cảm thấy mình thích về nó, mình cảm thấy là mình có thể học về nó tốt hơn thì mình chọn. Ok chưa? Chứ mình đừng có chọn những cái ngành mà mình cảm thấy là mình không tốt về nó, mình không thích, làm sao mà học được. Đó, cho nên là làm sao biết thích nó hay không thì hãy lên YouTube search thử và tìm hiểu về nó thử một tháng, nửa tháng hay là 5 ngày, 10 ngày coi nó là cái gì ha. Sẽ bắt em về nên đọc như thế nào. Bao nhiêu câu hỏi quá. Rồi nhiều bạn hỏi về backend web và nhiều bạn hỏi về cái frontend website quá ha. Thì này chắc để một buổi khác ha, chi tiết hơn. Còn buổi ngày nay tản mạng mà nãy mình nói thứ về chuyên môn nhiều quá ta. À, bạn nào đang học ngành công nghệ thông tin, người ta thể like, share cái livestream này giúp mình ha, cho tất cả các bạn khác đang học ngành công nghệ thông tin có thể vào đây và có thể gọi là đặt những câu hỏi gì đó mà các bạn đã cảm thấy thắc mắc. Kiếm một hỏi của ông Nam coi, ông Nam dặn ông chả quan tâm luôn. Bị trôi rồi giờ hiện không ra hả? Rồi, ok, như vậy có bạn nào đặt câu hỏi nào nữa hay không? Chào thầy Tâm đẹp trai. Rồi chào Nhất. Chào Nhật chứ lộn. Chào Văn Nhật. Rồi nha, backend và backend chứ là một cái kiến thức để giúp cho một cái trang web xử lý. Ví dụ em viết một cái trang web đi thì những cái gì mà em bấm vào cái nút bút tâm, em bấm vào cái nút bút
tên, em bấm vào một cái gì đó, nó xử lý một cái gì đó thì gọi là back end. Ví dụ em bấm vào cái, em muốn đặt một cái đơn hàng thì cái back end sẽ xử lý. Đó, em muốn tạo một tài khoản, em bấm nút đăng ký thì đó là một cái gì? Đó là một cái back end xử lý. Em kích vào một cái này, nó nhảy ra cái khác. Em kích vào cái chỗ kia, nó nhảy ra một cái gì đó mới hoàn toàn. Ở khi những thứ đó là những cái back end nó sẽ xử lý, nắm chưa? Back end sẽ xử lý những cái gì đó mà một trang web nó sẽ làm. Đó, những cái mình vừa nói thì gọi là back end xử lý. Thì back end em học về gì? Back end thì có nó có PHP này, Java, có biết back end này nè, ASP.NET này, phát triển ASP.NET này, Core, C# này, đúng không? Đó, hay là Node.js nè, cũng rất là phát triển, hay Python cũng rất là back end được. Thì em muốn biết được rằng em nên chọn ngôn ngữ nào thì em hãy lên trên cái trang tìm việc Google, em search là tìm việc Node.js xem nó có ai tuyển về nó hay không, tìm việc PHP có ai tuyển về nó hay không, tìm việc ASP.NET có ai tuyển về nó hay không. Thì cái nào mà nhà tuyển dụng nhiều thì cái đó là cái ngôn ngữ mình cần lưu ý để mình học. Cái nhất, cái hai, mình lên những cái group trên Facebook mình đặt câu hỏi coi bây giờ cái ngôn ngữ nào thì nó cái nhu cầu việc làm nó cao hơn. Bởi vì bản chất nói thẳng ra, học xong mà không đi làm được thì vứt. Cho nên là học cái gì mà ra phải có việc, học cái gì mà ra phải đi làm được. Chứ mình học xong cái đó nó ra đi làm không được, hay là học xong cái đó mà ra bây giờ tìm việc rất là khó khăn thì học làm gì, đúng không? Cho nên là học nó hãy ra đi làm được việc, và cái nhu cầu dùng nó cao thì mình học để giảm cái khói. Bản chất ông nào học ra chả đi làm để kiếm tiền. Kiếm tiền làm gì? Kiếm tiền để mình giúp cho cuộc sống mình tốt hơn, kiếm tiền để mình giúp cho gia đình của mình. Gia đình của mình là gia đình lớn nè, ba mẹ mày nè, đúng không? Gia đình nhỏ của mình là vợ mình, con mình sau này. Cho nên mà học xong mà ra không đi làm được thì vứt, đúng không? Cho nên là hãy chọn cái gì đó mà nhu cầu dùng nó cao, ok chưa? Đó là cách ha. Còn ngôn ngữ là tốt nhất ở thời điểm hiện tại, khi và tương lai thì cái đó là thua rồi. Tại vì bây giờ là cái những cái ngôn ngữ mà mình vừa kể cho bạn là cái ngôn ngữ nào nó cũng đang có nhu cầu tuyển dụng hết. Hình dung chưa? Ngôn ngữ nào cũng làm được việc hết. Và ngôn ngữ nào cũng kiếm được tiền hết. Cái quan trọng là em hãy xem coi, bạn hãy xem coi cái ngôn ngữ nào mà em cảm thấy em phù hợp với nó hơn. Thì làm sao biết mình phù hợp với một cái gì đó? Thì hãy lên YouTube search về cái đó trước, rồi mình làm theo nó thử xem. Mình làm một cái mình search ở Node.js, chắc chắn nó sẽ ra những cái video nói về Node.js. Em chọn một video đó mà nhiều người lượt xem, nhiều người comment hay, em xem em làm từ đầu tới cuối. Em làm từ đầu tới cuối xong em hiểu về nó đúng không? Sau đó em chuyển qua em làm về ASP.NET cũng tương tự với luôn, cũng search từ khóa tương tự với luôn. Và khi em làm rồi, em căng hết rồi, em cảm thấy cái Node.js này là cái mà tao cảm thấy tao dễ hiểu hơn. Cái Node.js này là cái mà tao cảm thấy là tao học nó nhanh hơn. Cái Node.js là cái mà tao thấy là tao học được nó hơn, tao thích nó hơn. Thì em hãy chọn ngôn ngữ Node.js để em học và để em theo. Và tương tự đối với tất cả những người khác cũng như vậy luôn. Đây chính là cách học, cách để mình biết mình đặt. Có nhiều người đó có nhiều ông cứ lên YouTube hay lên Facebook chém gió rồi nói gì các bạn hãy chọn một cái ngành nào đó các bạn cảm thấy thích, các bạn cảm thấy các bạn đam mê, các bạn cảm thấy các bạn yêu thích nó. Mà mấy ông chả bây giờ trả lời một câu hỏi là làm sao để tôi biết được rằng tôi thích cái đó hay không, hay tôi đam mê cái đó hay không, thì chả nói. Hình dung chưa? Thì đơn giản nhất cái cách để mình biết mình thích cái gì thì chúng ta là lên YouTube search về nó và ngồi làm lại những cái kiến thức về nó người ta chỉ, rồi mình thấy mình thích, mình hiểu, mình đam mê về nó, mình mất ăn mất ngủ với nó, thì đó là cái mà chúng ta sẽ chọn. Nắm được chưa? Có nghĩa là ta sẽ chọn những cái là sở trường của mình, chứ đừng có chọn những cái sở đoản. Rồi, chào các bạn mới vào nha. Rồi thì cái view bắt đầu nó rớt xuống, hồi nãy là 60 ông rồi chém gió xong hồi còn 25 ông, chém hồi chắc còn không ông luôn á, không còn ông nào luôn. Em là sinh viên năm 3, anh cho em xin ít kinh nghiệm để đi thực tập. Nói chung là không sao cả nha. Những bạn đang ngồi đây xem này, những bạn đang cần mình chia sẻ giá trị, đang cần mình chia sẻ một cái điều gì đó thì ok, mình vẫn sẵn sàng thôi, không sao hết. Em đang là sinh viên năm 3, anh cho em xin ít kinh nghiệm để đi thực tập cho tốt ạ. Em đang năm 3 nhưng mà em cố gắng em chọn một cái chuyên ngành để em theo đi, dù web hay mobile hay game hay bất kỳ một cái chuyên ngành nào đó khác nữa mà em cảm thấy em là em mạnh về nó, em thích nó ha. Còn thích như thế nào thì hãy xem lại cái trước đó mình vừa chia sẻ cho bạn, cách để thích một cái, biết mình thích một cái gì đó hay không. Thì trước đó đã chia sẻ rồi, mới chia sẻ ở đây nè. Rồi thì bây giờ là em chọn một chuyên ngành, em học xong rồi cuối năm 3 đầu năm 4 em bắt đầu ra công ty xin đi xin việc là đẹp nhất. Như vậy thì kinh nghiệm đơn giản chính là em hãy làm thật nhiều project về cái chuyên ngành đó của em. Ví dụ em đang chọn lập trình website để em theo, em dev
cho nên em đang đi làm về website đúng không? Thì trước khi đi xin việc em phải làm ra ít nhất là một sản phẩm về website. Sản phẩm ở đây có thể là đơn giản em lên trên website, em thích cái trang Tiki đúng không? À, em ngồi em làm tương tự như trang Tiki luôn, làm lại hình đó luôn. Đó, có nghĩa là nó có chức năng gì, em hãy cố gắng em cover lại chức năng của nó. Tại vì thông qua những cái sản phẩm thực tế của mình đã làm trong lúc mình học về chuyên môn đó, thì nhà tuyển dụng họ sẽ đánh giá năng lực của mình tốt hơn, thay vì cầm một cái CV toàn là sáo rỗng trong đó. Có nghĩa là ghi vào trong đó là tôi biết A, B, C, E, D, Z, tôi biết rất nhiều thứ, nhưng hỏi rằng em có biết design của website không? Dạ không. Em đã từng học qua website để em có làm một sản phẩm nào về website hay chưa? Dạ chưa. Ví dụ như vậy em học cái gì? Không, em học lý thuyết không? Mà bản chất đi xin việc là gì? Bản chất đi xin việc là, có rất nhiều bạn đây chưa hiểu được rằng là bản chất của công ty họ tuyển mình vào để làm gì. Và bản chất chúng ta đi xin việc là để làm gì? Cái công ty họ cần gì ở người, ở người nhân viên? Chính là cái khả năng kiếm tiền cho họ. Như vậy thì khi mình đi xin việc thì bản chất đó là một cuộc giao dịch. Thời đại bây giờ thời đại thị trường hóa rồi, và thời đại gọi là kinh tế thị trường rồi. Nó không còn là đi xin việc nữa, mà lúc đó mình phải nói là tôi đi bán việc nó mới đúng. Nếu mà dùng cái từ xin việc lúc nó không hay. Tại vì cái ngôn từ đó là những ngôn từ của những nhà cái, của những cái họ tạo ra cho mình thôi, chứ bản chất là mình đi bán việc mà. Làm sao xin họ đâu đúng không? Có tao có năng lực nè, mày hãy tuyển tao đi, tao vào tao kiếm tiền cho mày, tao kiếm cho mày 50 triệu một tháng thì họ trả cho mình 20 triệu một tháng. Tao có khả năng kiếm cho mày 100 triệu một tháng với sức lao động của tao, với trí não của tao, với kiến thức của tao, thì họ trả cho mình là 50 triệu một tháng. À, như vậy thì lương mình là 7-8 triệu thì là cái năng lực của mình kiếm việc, kiếm tiền cho họ mới có 15-20 triệu thôi. Đúng chưa? Thế bản chất đi xin việc là đi bán việc. Cho nên mình hãy thể hiện được cái năng lực của mình, cái năng lực của mình, năng lực nội tại và năng lực của mình kiếm tiền cho họ được bao nhiêu. Thì năng lực chứng minh qua đâu? Năng lực có chứng minh qua những cái project, những cái sản phẩm thực tế mình đã làm về cái kiến thức mình đang học. Và mình sẽ apply vào, tôi đang apply về website, thì vào đó sẽ họ sẽ hỏi về website là chủ yếu. Mình apply về mobile thì vào đó họ sẽ hỏi về mobile. Và mình có dự án thực tế, mình có những cái project thực tế thì càng tốt. Project thực tế, dự án thực tế là những cái mà mình vừa nói đó, chứ không phải là dự án và project ở công ty, mà là những cái mà mình đã làm ra, sản phẩm mình làm ra đó. Nói chung là sản phẩm là đúng hơn, những sản phẩm mà mình đã làm về nó. Nói chung bạn nào học về mobile phải có được app do tự tay mình viết ra mà mình đang hoàn thành nó, bằng cách là mình đơn giản thôi, mình cover một cái app đó mình cảm thấy là mình thích đó. Hay tương tự bạn nào đó, hay tương tự website cũng như vậy luôn, cover lại là được rồi. Cái web có chức năng gì vô làm đúng như vậy lại là đã thể hiện năng lực của mình trong đó rồi, chứ không cần phải sáng tạo gì đâu, đúng rồi chưa? Đó, các bạn hiểu như vậy. Cho nên là bản chất đi xin việc là đi bán sức lao động, bán được bao nhiêu thì họ trả tiền mình với cái năng lực bấy nhiêu. Các bạn hiểu như vậy. Cho nên là đi xin việc phải thể hiện năng lực của mình. Đó, đi xin việc mình phải mang tới tự tin lên, mà tự tin chứ là bằng cách là mình có năng lực mình tự tin thôi. Hát bài nghe đi anh. Rồi, ông sát hát bài nghe anh. Rồi, sát hát bài nghe của em. Rồi, chào sát nghe. Rồi, chào mọi người. Đó, bạn bỏ Xuân Triệu. Bạn Hồ Xuân Triệu hiểu được cái vấn đề của mình chưa? Mình cần làm gì chưa? Còn em đi xin việc mà trong tay em chưa có làm được sản phẩm nào thực tế hết thì làm sao đi xin việc được? Mình đến công ty đâu có nào mình chỉ nói chuyện bằng lý thuyết đâu, đúng không? Đó. Rồi, còn câu hỏi nào nữa không các bạn? Nói chuyện nãy giờ cũng gần một tiếng đồng hồ rồi ha. Dịch thôi nhà mình thư giãn và mình học cái gì đó mới ha. Ta hạn chế ra ngoài nha mấy đứa, hạn chế ra ngoài nha các bạn. Hạn chế nó cho đông người. Rồi, 31 bạn đang xem livestream thì tôi có câu hỏi gì hay không? Chúng ta có thể đặt ra và mình sẽ giải đáp cho các bạn ha. Và hy vọng là những cái livestream này nó mang đến cho các bạn một cái gì đó ít nhiều ha. Hy vọng là như vậy thôi, mình hy vọng như vậy. Có nghĩa là mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó thôi. Có nhiều cái mình không biết thì mình sẽ học hỏi từ các bạn, còn mình học hỏi từ những người khác nữa. Nói chung là chúng ta phải luôn luôn mang một tư duy là ham học hỏi và tư duy là đi học một cái mới, chứ đừng bao giờ giới hạn bản thân mình lại. Có nghĩa là mình hãy cố gắng đừng bao giờ giới hạn bản thân mình lại thì mình sẽ thấy chúng ta sẽ không bao giờ tầm thường đâu.
không, mình không tầm thường như mình nghĩ đâu, nếu như mình đừng có mang tư duy giới hạn bản thân. Ví dụ bạn nào học IT, tại sao chúng ta không phải học kiến thức về tài chính? Bạn học kiến thức về tài chính, tại sao mình không tìm hiểu về IT được, đúng không? Được mà. Hay là mình học kiến thức về tài chính, tại sao mình không học tốt hơn nữa về tài chính? À, mình học tốt hơn mình nữa về IT. Mình học, mình đang là một thằng dev, một người dev về lập trình website, thì tại sao mình không phải dev về mobile? Mình đang dev về mobile thì tại sao một năm tới nữa 2022 mình không dev website được? Mình đừng bao giờ giới hạn mình lại, mà hãy cố gắng mình làm sao mình tốt hơn bản thân của mình à, so với ngày hôm qua một xíu thôi là được rồi, 1% thôi là ok rồi. À, thầy chia sẻ về back end với anh nên học như thế nào, ngôn ngữ nào tốt nhất thời điểm hiện tại và tương lai. Rồi, bạn Huỳnh Vũ Nhật Linh có câu hỏi rất giống cái bạn Nghĩa Võ. Rồi, như vậy thì bạn Huỳnh Vũ Nhật Linh câu hỏi trùng ha, thì em có thể là gọi là kéo về phía trước xem lại cái đoạn phía trước tầm 5 phút á, là mình vừa chia sẻ cái câu hỏi này luôn á, có những câu hỏi lặp lại, ok chưa? Rồi, chào Huỳnh, lâu quá không gặp, hai đứa bay cưới chưa, không thấy thiệp gì cả, chán quá. Rồi, chào Bình Lê Vũ. Rồi, chào tất cả các bạn mới vào xem nha. Tại vì bạn bè của mình trên Facebook thì có rất là nhiều bạn, có thể có những bạn học ngành IT, có những bạn học những ngành khác, thì có thể là những cái chia sẻ của mình về IT không thì lúc nó lại chán đối với những bạn khác. Hay là những bạn khác mà nghe những chia sẻ về khác ngành IT thì các bạn lại không hiểu. Đó, nhưng mà người ta phải nghe hết được mà. Đó. Bạn nào có thời gian á, ta phải tìm hiểu cái về tài chính đi, hay mà tài chính nó đơn giản thôi. Tài chính nó đơn giản là mình quản lý được cái chi tiêu cá nhân của mình hàng tuần, hàng tháng là tốt rồi. Ví dụ như một tuần á, mình tiêu rất là nhiều tiền nhưng mà mình chả biết được rằng cái tiền mình tiêu đó ở đâu và nó tiêu vào mục đích gì mình chả biết luôn, nhưng mà nó vẫn tốn tiền. Như vậy thì mình làm sao mình hiểu được mình tiêu cái gì và mình tiêu cái gì cho nó đáng. À, mình bỏ ra 50.000, mình bỏ ra 100.000 thì 100.000, 50.000 nó đi vào đâu? Nó có đáng hay không? Hay là nó phí, hình đúng chưa? Đó, hay mình mua những cái món quà, mình mua những cái gì đó nó không cần thiết mình vẫn mua, hàng tháng là tốn tiền. Vậy làm sao mình quản lý tài chính của mình tốt hơn là cũng đã thành công rồi đó. Cứ tài chính đó, cái đâu cần gì phải cứ tài chính là đầu tư đau to búa lớn đâu các bạn, đúng không? Cố gắng như vậy thì các bạn sẽ trở nên có một cuộc sống tốt hơn, có một thu nhập tốt hơn. Thay vì bây giờ thu nhập hàng tháng đi làm lương 20 triệu, lương 15 triệu, ăn bà đó không còn đồng bạc nào dư hết, đó là thua rồi. Thì làm sao mình tốt hơn được? Em sinh viên năm 3 giờ chỉ biết mọi thứ một ít, giờ em tập trung học web thì có muộn không thầy? Em đang năm 3 đó, năm 3 thì không quá muộn đâu. Bắt đầu học đi là được đó, em bắt đầu vào việc luôn. Bắt đầu nhảy vào học luôn, đừng nói nhiều nữa. Đừng có ngụy biện, đừng lý do nữa, đừng lý do lý trấu nữa. Đừng có ngụy biện là tôi như thế này, tôi như thế kia, tôi ABCZ, đừng ngụy biện nữa. Tất cả là lý do thôi. Sinh viên rất nhiều thời gian, đừng có nói câu em không có thời gian. À, nhưng cho nên là bạn Nguyễn Anh Văn có thể là bắt tay vào học luôn đi. Rồi đầu tiên học về frontend trước, HTML, CSS, JavaScript. Sau đó học về backend. Còn backend học cái gì, học như thế nào thì em kéo lên trên xem một cái livestream xíu nha. Tại vì cái đoạn đầu á mình có chia sẻ chúng ta cái phần đó cụ thể hơn. Ok chưa? Còn cái quan trọng nhất là hãy bắt đầu nhảy vào làm luôn đi. À, gọi là nhảy vào hành động đi, action đi, chứ đừng có mà gọi là trì hoãn nữa, đừng có gọi là để ngày mai thôi, kỳ này em đang bận quá thôi, để kỳ sau em học thôi, cái tháng này đang dịch em chán quá, em chẳng muốn học, chỉ muốn ngủ thôi thì thua, nắm được chưa? Đó, hiểu cái tư duy chưa? Có nghe, nhảy vào học luôn đi, đừng có chần chờ nữa, càng chần chờ càng lý do thì nó sẽ càng kéo dài thôi. Mà học lập trình muốn giỏi là phải có thời gian, phải dành thời gian chứ không thể nào bây giờ là tháng 6 hay là tháng 5 đúng không? Tháng 7 em chuẩn bị em đi xin thực tập, bây giờ em mới ngồi học web, làm sao mà học cho kịp, nắm được chưa? Có 2 tháng làm sao mà học nổi đó. Bây giờ dự định nè, qua Tết nha, qua Tết của 2022 tôi bắt đầu đi xin việc nha, năm sau đó thì bây giờ hãy bắt đầu cày đi, đừng có chờ nữa. Bây giờ cày nhiều lúc là phải còn chưa đủ rồi đó, nhưng mà nó đủ để ta đi xin việc, nắm được chưa? Cho nên là hãy nhảy vào làm luôn đi, đừng có chờ nữa. Hiểu chưa Nguyễn Anh Văn? Đó, những cái chia sẻ của mình, các bạn lưu ý những cái chia sẻ của mình nhiều lúc là nó cái từ ngữ nó hơi thực tế, nó không có gọi là hoa mỹ ha, thì nhiều bạn nghe nhiều lúc nó không lọt tai lắm, nhưng mà hy vọng là các bạn thông cảm, tại vì đối với mình những thứ gì nó đều thực tế hết, nó không có màu mè và đau bô to búa lớn, có nghĩa là có làm
làm thì được cái gì và không làm thì không được cái gì, nó rõ ràng như vậy luôn. Chứ nó không có mà kiểu như mà nói nó chung chung, nó dài dòng, nó mất thời gian lắm. Học IT thì chỉ có ra làm công ty thôi ngày, hay còn làm ở đâu nữa. Đầu tiên học IT thì em nên ra công ty làm đi cái đã. Rồi ra công ty em làm cho công ty tầm 1 năm 2 năm, em sẽ tự động có một cái góc nhìn, một cái view cho cái hướng đi tiếp theo của mình. Nắm được chưa? Còn bây giờ có nói nữa, có gào khét ở đây nữa thì cũng rất là khó hình dung. Tại vì em chưa có đi làm, chưa hiểu được. Khi em hãy học IT xong, đặt mục tiêu ra trường đi làm. Đi làm 1 năm 2 năm sau em tự động có cái view cho mình là tôi đi làm một công việc nào đó khác nữa, hay là tôi dùng cái IT để tôi làm một cái gì đó khác mà, hay là bây giờ là tôi mở công ty về IT, outsource, tôi mở về công ty này công ty kia về IT, hay tôi làm cái gì đó, thì em phải đi làm công ty đi, em tự khắc có cái view cho mình. Và em tham gia nhiều vào những cái hội thảo về IT vô, em tham gia nhiều diễn đàn về IT hơn, em tìm hiểu về những cái ngành IT này nhiều hơn nữa, em tự động có cái view cho chính mình ha. Hình dung chưa? Vậy em tập trung học, ok, tập trung nhảy vào cày luôn, có nghĩa là chiến hoặc là biến, chứ không có nói nhiều nữa. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian cho cái sự trì hoãn rồi, mất quá nhiều thời gian cho sự trì hoãn rồi, bây giờ nhảy vào và học thôi, đừng có ngụy biện nữa. Ngày xưa nếu như mà có những ngày xưa nếu mà ai nói cho mình những cái điều này, chắc chắn bây giờ mình phát triển hơn rất nhiều, phải khẳng luôn như vậy luôn. Nhưng mà do mình mất quá nhiều thời gian để mình thử sai thành đúng. Các bạn hiểu chưa? Tất cả những gì đến ngày hiện tại là mình thử sai và thành đúng, cho nên mình mất nhiều thời gian và mình đánh đổi rất nhiều thứ. Còn các bạn bây giờ có mình chia sẻ ở đây rồi, thì hy vọng tất cả những cái gì mình chia sẻ ở đây thật sự nó chính là những cái trải nghiệm và những cái kinh nghiệm từ bản thân mình và từ những người đi trước họ chia sẻ lại cho mình, mình chia sẻ cho các bạn. Đấy, thì hy vọng các bạn hãy hiểu ra và các bạn có thể ngộ. Trong đạo Phật á, nó có một từ ngộ ra. Các bạn phải ngộ ra những cái chân lý, ngộ ra những cái điều mình nói, các bạn hình dung được. Và các bạn sẽ có một cái mindset cho riêng mình ha. Thì tránh va vấp, tránh mất thời gian quá nhiều, và tránh cái sự trì hoãn như những thói quen xấu, giống như ăn với ngủ không mà thua. Các bạn nào học IT lưu ý nha, học IT ngồi nhiều, cho nên hãy cố gắng tìm một môn thể thao để chơi. Ví dụ như là đá banh, cầu lông, hay một cái môn thể thao đơn giản thôi, chứ là chạy bộ là đã đủ tốt rồi. Đó, tại vì mình phải vận động thì cơ thể mình mới tốt, mới khỏe được. Khi mình mới tốt, mới khỏe thì bản thân mình mới tạo ra giá trị xã hội được, mình mới đi làm được, mình mới cày cuốc để mình kiếm tiền được, đúng không? Còn bây giờ mình cày cuốc kiếm tiền, mình cày cuốc mình học, mà mình bệnh thì sao? Mà IT dễ bệnh lắm, tại vì ngồi nhiều. Quả chắc như vậy thôi, bây giờ ai học IT thì phải ngồi nhiều, không ngồi thì không phải là IT. Đó, học IT đâu có nào chạy nhảy bay múa đâu, phải ngồi nhiều đi code, cho nên là phải kiếm một cái nào để chơi đi. Khuyên như vậy ha. Không, người ta dễ bị bệnh về cuộc sống nè, dễ bị bệnh về xương khớp nè, mà mày bị một cái bệnh gọi là nặng hơn đó là bệnh trĩ. Hình như là bệnh trĩ đó, lưu ý nha. Có ông nào mà xui xui nó đột quỵ luôn á, nói trước. Giờ là kỳ 2 năm 3 rồi, nếu có cố gắng thì tầm giữa năm 4 thực tập được không thầy? Dư sức em, dư sức luôn. Bây giờ em cứ cày từ đây tới đó mà ngày nào cũng cày hết, mỗi ngày ít nhất 4 tiếng cho thầy, 4 tiếng cho mình, thì đảm bảo đến năm 4 năm 3 em ngon lành liền. Em học lý thuyết xong, em áp dụng lý thuyết đó vào, em xây dựng cho mình một cái sản phẩm về cái thứ em đang học là ăn tiền ha. Cố gắng như vậy từng bước. Rồi chào Leo BKM, rồi chào em nha, lâu quá không gặp luôn. Rồi chào Thọ, giờ chắc cũng đang 54 rồi nhỉ. Hình dung chưa? Kiếm mấy cái bộ thể thao để chơi đi, kiếm mấy ông không chơi thể thao rất là dễ đài ngàn lắm nha. Đai thì là hơi khó, nhưng mà nhiều lúc là bệnh đó, nó dễ bệnh về xương khớp. Khi mình ngồi học, cố gắng ngồi thẳng lưng lên, ngồi đúng tư thế vào, thẳng lưng thôi là được rồi. Rồi ngồi học trong vòng 1 tiếng 2 tiếng, có thể đứng dậy đi tới đi lui, đi vệ sinh, đi uống một miếng nước, đi chế một cái tách cà phê, một tách trà, hay là đi làm một công việc gì đó, hay đọc một cuốn sách gì đó, hay gọi là mình ngồi mình nghe một bản nhạc gì đó cho nó thư giãn rồi mình học tiếp ha. Dù căng thẳng, có nhiều bạn ngồi học đôi khi là 4 tiếng liên tục luôn, chả làm gì hết cũng được. 4 tiếng ra đứng lên chạy bộ cái đi tới đi lui cái cho khỏe, hít đất thì cũng được nữa, hít đất cũng ok rồi, hít đất thôi. Rồi chào Hiếu, em ra trường rồi anh ơi, ra trường mà ông Thọ ra trường sao không thấy mời tốt nghiệp hết vậy, buồn quá, quên hết rồi, quên thầy Tâm rồi, còn ai còn nhớ đâu. Rồi ok chưa, như vậy thì không có ai đặt câu hỏi nữa thì chắc ta sẽ kết thúc livestream ở đây ha.
thì những buổi livestream tiếp theo mình sẽ nói về những cái chủ đề chi tiết hơn và những cái vấn đề gì đó nó sâu hơn, nó thể là nó chia sẻ hơn, ok chưa? Bữa nay là tản mạng thôi, test thôi ha. Thì 37 bạn đang xem ở đây comment giùm mình coi là cái livestream ngày hôm nay á, chúng ta nhận được những cái giá trị gì, cái là đối với các bạn là các bạn nhận được giá trị gì, và cái âm thanh cũng như hình ảnh nó có tốt hay không, hay là mình nói nó có nhiều quá không, có là như thế nào đó, các bạn có thể cho mình một feedback ha. Thì mình rất là cảm ơn những feedback của tất cả các bạn đó. Để like tí em xem lại, ok, livestream này mình sẽ share lên trên cái trang cá nhân ha, các bạn xem lại. Rồi thì những cái câu, những cái chia sẻ nãy giờ các bạn hỏi rất là nhiều về web ha, cũng như nền tảng. Thì những bạn nào mà thắc mắc nữa, có thể inbox cho mình, inbox cho mình. Rồi dụ em cái gì đó thì mình sẽ có thời gian mình sẽ trả lời cho từng bạn chi tiết hơn ha. Còn trong livestream này lúc là mình nói nó sẽ không chi tiết hơn, không chi tiết bằng ha. Rồi ok. Rồi như vậy thì cũng 11 giờ rồi. Thì đã chỉ cũng được gần 1 tiếng rồi. Thì nay cũng nay cuối tuần đúng không? Chắc chúng ta không đi chơi do dịch rồi, cho nên là các bạn mới xem đông như thế này. Thì hy vọng những buổi tiếp theo là các bạn hãy share cho mình nhiều hơn nữa đối với đến những các bạn học IT ha. Và các bạn hãy share cho bạn bè của mình. Nếu là các bạn bè của mình sẽ cần một điều gì đó từ mình. Đó, thì các bạn nó sẽ nhận được giá trị, giúp mình có động lực hơn, ok, cho đông người xem có động lực hơn, nói nhiều hơn, nói nó hay hơn, thẳng vậy, não nó chạy nói tốt hơn ha. Rồi chào tất cả các bạn ha. Rồi như vậy thì cũng 11 giờ rồi, chúc tất cả các bạn ngủ ngon. Những bạn nào mà đang học IT, đang làm đề tài deadline hay đang code dở đó, người ta bắt đầu nhảy vào code tiếp đi ha. Rồi cú đêm đi, mình thì sẽ mình học một hơi sáng bình thường, không chết đâu mà sợ, cao lắm mình ốm như mình thôi. Có gì đâu, quái đâu chết sợ rồi. Trần thể thao vô rồi, yên tâm, khỏe khoắn, cậy thôi. Rồi, như vậy thì bạn nào, như vậy thì chào tất cả hai rồi còn 28 bạn đang xem. Rồi, chào tất cả các bạn đang xem livestream, thì chúc các bạn một buổi tối vui vẻ ha. Một buổi tối vui vẻ và chúc các bạn ngủ ngon, để có một cái ngủ sớm, để ngày mai là đầu tuần, chúng ta sẽ bắt đầu một cái tuần mới với một cái năng lượng tràn đầy hơn. Để làm một cái gì đó, đi làm, học hỏi gì đó. Và mùa dịch này có rất nhiều thời gian đúng không? Ở nhà cày đi. Mình thấy mình thiếu cái gì, mình muốn học cái gì, hãy tập trung thời gian học nó, đúng chưa? Tạo được thói quen học nó đều đều ha. Rồi như vậy thì chào tất cả các bạn, hẹn các bạn ở những livestream tiếp theo ha. Rồi chào 500 anh em nha, còn chào 28 bạn, còn 28 bạn còn đồng hành với mình. Rồi cảm ơn các bạn đã xem buổi livestream ngày hôm nay. Các bạn nhớ feedback cho mình bên dưới nha, Rồi chào tất cả các bạn, hẹn các bạn ở buổi livestream tiếp theo.